À, kính thưa quý vị, mời quý vị theo dõi tiếp một cái video clip kế tiếp tôi quay tại trung tâm Trăng Nhỏ. Và trên đây là cái tòa nhà hiệu bộ của trung tâm. Đây là một cái quang cảnh khu làm việc của trung tâm. À, tôi hy vọng một cái video clip như thế này là cũng để gửi đến các cha các mẹ khi gặp các cháu là gặp những cái dấu hiệu bệnh thì nên đưa các cháu đi khám và có thể gửi vào một số đơn vị các cái trung tâm như thế này, nó đạt một cái sự yên tâm mà được cái đảm bảo công tác chuyên môn cho các cháu phát triển về tâm lý, ổn định về tâm lý và phát triển. Mời quý vị lên tầng trên này. Chỗ này là các cháu nó học đây hả? Đúng rồi, cái chỉ số an toàn. Nó chỉ xuống và đúng. Và trên này là khu vực gì đấy bác? Đây là tiền tiểu học. Quyền một cô một trò. Một cô một trò. Một cô một trò thì cứ kiểu hai cô ngồi đây thì sẽ dạy cho hai trò. Cho hai trò. Cứ một cô một trò thì nó mới phát triển được. Dạ dạ. Rồi sang phòng bên này. Đây phòng bên này cũng thế, tất cả phòng chủ kia đây. Đấy. Đấy, giờ nghỉ đây. Dạ, giờ nghỉ của cô. Đây là một cô một trò luôn đúng không? Đây cũng một cô một trò thôi. Đây là phòng rất là lớn, tiền tiểu học. Tiền tiểu học thì cho các cháu là học xong ở đây, xong rồi thả, tức là làm hoàn thiện rồi thì thả ra nước ngoài. Đấy. Rồi được rồi, tôi hiểu rồi. Tức là cho học ở đây ổn định, nhưng mà chỉ bảo thôi. Và mời quý vị sang phòng bên kế tiếp. Phòng này là phòng các cô đang kèm đúng không? Chào cô. Dạ, cô đang kèm cháu vẽ đúng không? Dạ, chào. Rồi. Con chào bác. Dạ, chào nhá, đẹp thế. Thế là cháu này là vào trung tâm lâu chưa? Bị đau đúng không? Cháu bị đau. Hôm nay cháu vẽ đẹp quá nhỉ. Vâng, thế cháu phát triển tốt không? Bây giờ là ở đây là đang can thiệp về đẩy mạnh cho bạn ấy ngôn ngữ. Dạ, ngôn ngữ. Cái nhận thức của bạn ấy thì cũng rất là chậm so với tuổi bạn. Dạ. Điều cô mong muốn gì nhất là của cháu này? Ở đây thì rất là muốn cho bạn ấy có ngôn ngữ tốt hơn. Dạ. Để có thể thể hiện cái nhu cầu muốn của bản thân. Vâng. Cho bạn ấy có thể, có nghĩa là chắc chắn là bạn cũng sẽ không thể được bằng bạn. Với góc độ về là cô giáo thì vấn đề về cô có một cái đề xuất gì
để không cần một bác sĩ hay là một chuyên gia y tế hay là một cán bộ y tế gì chăm sóc đặc biệt gì với cháu này không về sức khỏe? Thực ra thì ở trung tâm thì cũng rất là may mắn là được các bác dạ. ở trên Hà Nội ạ. Dạ. Cũng hay về đây để thăm khám các con. Dạ vâng. Nhưng mà cũng rất là muốn là nếu như mà có bên ví dụ như là châm cứu, quân y hay là vật lý trị liệu này, vật lý trị liệu à vâng. Các con ạ thì nó sẽ cho các con có thể phát triển tốt hơn. Dạ dạ dạ. Thì cái này chúng tôi sẽ tiếp thu. Dạ. Tiếp thu tất cả những cái nguyện vọng của các cô cháu ở đây. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những cái mạnh thường quân, những các nhà khoa học, những cái đội ngũ chuyên môn có thể làm được cái gì tốt nhất cho các cháu thì tôi sẽ làm. Thế còn ở đây thì thực sự ra khi tôi đến thăm trung tâm tôi rất là cảm thấy vui và hạnh phúc, các cháu rất là vui vẻ. Vâng. Nó cũng có tiến triển rất là tốt, mà cha mẹ thì được gửi ở đây rất là an tâm. Các cô trò thì cứ ví như con của mình. Và tôi chỉ mong muốn rằng là tất cả trẻ là tăng động này, tự kỷ này và bệnh rối loạn về ngôn ngữ này, hành vi này thì sẽ được các bác sĩ, tôi sẽ cố gắng làm việc với một số bác sĩ nào đó để họ có thể đến đây là thăm khám và sức khỏe. Vâng, và điều đó là tôi hy vọng rồi này. Vâng, cảm ơn cô nhé. Chúc cô mạnh khỏe nha, chúc trò này mau giỏi. Và bên đây cũng là một phòng. Quý vị cũng đã theo dõi rồi, bên đây cũng vậy, là phòng là một cô một trò tập viết, tập vẽ cũng như là tất cả các cái công tác chuyên môn ở trên này. Và mời quý vị lên tầng trên. Và lên tầng trên này nó cũng còn rất các nhiều phòng ban, cái phòng mà còn đang chờ đợi để đưa vào hoạt động để tăng cái lượng. Bên kia thưa quý vị là cầu thang máy, và kia là cầu thang máy. Đấy. Trên đây là phòng cơ sở trang thiết bị, trên này là chưa đưa vào hoạt động và đang chờ trạng thái chờ đợi. Bên đây là mình đang chờ đợi đúng không, chưa hoạt động luôn. Dạ vâng. Và đây là tất cả cái khu vực này là đang chờ đợi, là đang chuẩn bị tất cả sẵn sàng đón các cháu không may trong cuộc sống bị khiếm khuyết như là bệnh mắc bệnh bao giờ đau, một số bệnh xã hội này đang gặp phải rối loạn trầm cảm, rối loạn cảm xúc tăng động và nhiều số bệnh lý khác gặp ở trẻ em. Thì trung tâm cũng đang kêu gọi một số bác sĩ cũng như là bác sĩ chuyên ngành tâm thần cũng như là các dược sĩ phát tâm và các nhà mà chuyên môn, các nhà quản lý chung tay để giúp đỡ trung tâm để hoàn thiện hơn và các quy chế quản lý chuyên môn cũng như là các hoạt động về chuyên môn tốt hơn. Đó là tâm nguyện của chúng tôi. Vâng, đó thưa quý vị như vậy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tôi đến đây. Tôi quay những cái video clip như thế này, chứng kiến toàn bộ hoạt động của trung tâm, rất là các cháu nhỏ từ miếng ăn giấc ngủ được chăm sóc rất là tận tình. Cô trò ở đây thì gắn bó như người thân trong gia đình của mình, là một ngôi nhà nhỏ mang lại sự niềm vui và hạnh phúc. Một lần nữa là tôi cũng thưa quý vị rằng tôi là một dược sĩ, tôi công tác hơn 25 năm trong bệnh viện. Và đến nay thì tôi đã chuyển hướng sang một nghề khác. Nhưng mà tôi cũng không nghề dược là nghề tâm huyết của tôi. Tôi học từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà bây giờ cuộc sống nó cũng có nhiều thay đổi, nên là tôi cũng muốn duy trì cái nghề dược của tôi. Tôi cũng bót lên cộng đồng để quý vị theo dõi và nắm bắt được những nội dung cũng như là cái con đường đi của một trung tâm trang nhỏ mới thành lập hơn một năm nay và tiếp nhận được khoảng 70 cháu thôi, nhưng hoạt động tôi thấy rất là tốt. Cơ sở vật chất thì còn tương đối là rộng, các cháu vẫn còn thiếu. Đấy, đây quý vị thấy rồi. Tôi cũng ước nguyện rằng tôi phát tâm, tôi kêu gọi
quý vị có thể là giúp chúng tôi cố vấn cho tôi công tác chuyên môn. Đặc biệt là tôi rất cần một bác sĩ chuyên ngành tâm thần để giúp các cháu nhỏ ở trung tâm được khám bệnh định kỳ 1 tháng 1 lần và được cấp thuốc. Khi các cháu nào có bệnh lý được sử dụng thuốc để các cô trò ở đây đỡ vất vả. Đặc biệt là tôi có nắm bắt được là một số cháu bị động kinh và bị tăng động. Một số cháu thì chậm nói, một số cháu thì tự kỷ, một số cháu thì trầm cảm. Thế tôi cũng phát một cái video này lên kênh YouTube Yến Xà Rồng Vàng, kêu gọi, thực sự tôi kêu gọi và quý vị sẽ bớt chút thời gian, cũng như là dù cuộc sống vô cùng vất vả, hãy bớt chút thời gian để dành cho các cháu một cái tình thương, đặc biệt là các bác sĩ. Mọi chi tiết thì quý vị cũng có thể là liên hệ với tôi qua số điện thoại 0987 06 1988, hoặc là cơ sở của chúng ta trực tiếp tại thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương. Và một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào chương trình video lần sau. Xin hãy chào tạm biệt quý vị.